Việc xây dựng bãi đỗ trực thăng nằm trong vườn Tanitsky của Điện Kremlin đến thời điểm này đã gần hoàn tất. Được biết, chi phí cho việc xây dựng bãi đỗ trực thăng vào khoảng gần 200 triệu rúp, tương đương với 6,4 triệu đô la Mỹ và không làm tổn hại đến các di tích lịch sử nằm trong quần thể kiến trúc của Điện Kremlin. Các nghiên cứu đã cho thấy rằng những chấn động mạnh do máy bay trực thăng gây ra sẽ không làm tổn hại đến công trình kiến trúc cũng như các đồ trang trí nội thất của Điện Kremlin. Cả Tổng thống Putin và người tiền nhiệm, cố Tổng thống Boris Yeltsin thỉnh thoảng vẫn đi làm bằng trực thăng có thể đáp xuống quảng trường Ivanovskaya ở Kremlin. Sau việc hạ cánh ở quảng trường được cho là không phù hợp bởi sự tập trung đông đúc của các du khách. Hiện tại, tình trạng tắc đường trên đường phố Moscow ngày càng trở nên nghiêm trọng. Sau đó, việc đoàn xe tháp tùng Tổng thống xuất hiện trên đường phố Moscow càng khiến người dân giận dữ, nhất là mỗi khi đoàn xe này đi qua thành phố, cảnh sát phong tỏa các con đường khi các phương tiện khác phải mòn mỏi chờ đợi thành từng hàng dài. Tôi hoàn toàn ủng hộ kế hoạch này vì đã nhiều lần rồi tôi đã rơi vào tình trạng tắc đường do đoàn xe của Tổng thống và các chính trị gia rồi. Mặc dù đoàn xe hộ tống lãnh đạo không phải là nguyên nhân chính khiến tình trạng tắc đường ngày càng nghiêm trọng nhưng cũng gây ra những khó khăn nhất định. Sau đó, Tổng thống Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev đã hạn chế tối đa các chuyến đi tới trung tâm và tận dụng các cơ hội làm việc bên ngoài thành phố. Trong vài tháng gần đây, Thủ tướng Medvedev cũng đã dùng trực thăng tới văn phòng chính phủ để làm việc.